Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn về nghiệp vụ mua hàng và là nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trong đó, nghiệp vụ mua hàng nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền mặt và mua hàng mà chưa thanh toán thì đối với những cái phần mà thường thông thường thì hóa đơn dưới 20 triệu thì chúng ta thường là thanh toán bằng tiền mặt, và hóa đơn trên 20 triệu thì chúng ta thì thường là sẽ chưa thanh toán, tức là mua công nợ và bằng mốt. Và để thực hành cái phần này thì chúng ta sẽ vào phần mềm Visa và chúng ta sẽ vào cái phần hành, đó là nghiệp vụ mua hàng. Các bạn chọn tab mua hàng hóa dịch vụ. Sau đó các bạn có thể bấm thêm trên thanh công cụ của, hoặc các bạn có thể là bấm click phải và các bạn chọn là chứng từ mua hàng. Và giao diện chứng từ mua hàng hiện lên thì chúng ta sẽ có cách khai báo. Đầu tiên chúng ta sẽ ngày hạch toán, ngày chứng từ và số phiếu. Thì thường thì ngày hạch toán và ngày chứng từ thì chúng ta thường lấy bằng ngày hóa đơn. Giả sử ở đây chúng ta sẽ có nghiệp vụ cho hóa đơn số 13, đó là mua thép thi 6 nhập kho. Để nhập kho phí thi 6 thì các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường là hóa đơn và phiếu giao hàng có bên bán, hoặc phiếu xuất kho bên bán, có thể là có thêm hợp đồng báo giá và toàn các đơn đặt hàng. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần có hai chứng từ căn bản, đó là hóa đơn và biên bản giao hàng, để chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành. Thì chúng ta sẽ căn cứ hóa đơn số 13 thì chúng ta ngày mua là ngày 3 tháng 1 năm 2019, và các bạn ngày hạch toán là ngày 3 tháng 1 2019, và tự động ngày chứng từ cũng sẽ chạy theo. Nếu ngày chứng từ có thể thay đổi thì các bạn có thể thay đổi theo. Và nhập kho mặc định phần mềm là nhập kho 001. Nhà cung cấp, nếu các bạn chỉ có nhà cung cấp, nếu có nhà cung cấp thì các bạn sẽ nhớ mặt số thuế, hoặc là các bạn tìm dò tìm. Thì ở đây là chúng ta mua của nhà cung cấp Sơn Huyền, và nhà cung cấp Sơn Huyền chúng ta chưa có thì chúng ta có thể bấm mới bằng cách thêm dấu cộng ở đây. Thì danh mục phần thêm nhà cung cấp được hiện ra. Chúng ta mua của nhà cung cấp là Sơn Huyền. Thì chúng ta gõ mặt số thuế của nhà cung cấp Sơn Huyền ở đây, làm số thuế nhà cung cấp Sơn Huyền. Và chúng ta khai báo vào cái thông tin đó là mặt số thuế. Đối với Visa bắt đầu từ phiên bản R12, với chức năng là lấy thông tin được tra cứu từ Sở Kế hoạch Đầu tư và các cái trang thông tin khác. Các bạn chỉ cần bấm và các bạn bấm lấy thông tin thì tự động phần mềm sẽ cập nhật theo cái số mã thức tên doanh nghiệp và địa chỉ của doanh nghiệp, hoàn toàn là tự động cho các bạn. Và sau khi các bạn đã thêm đầy đủ các thông tin rồi thì các bạn bấm cất và chúng ta đã có thông tin của nhà cung cấp. Tiếp theo, nếu nhân viên mua hàng thì các bạn có thể là biết thêm hoặc là không thì các bạn bỏ qua đúng này. Và các bạn xuống ở thành tab tiền hàng. Riêng phần nội dung chúng ta sẽ có 3 tab: tiền hàng, tiền thuế và chi phí. Thì chúng ta sẽ có cái tab tiền hàng và chúng ta sẽ chọn, các bạn sẽ khai báo thông tin, đó là thép phi 16. Thì trên hóa đơn chúng ta mua là 1.724, kho mặc định 120 và các bạn sẽ quả 1.754 724. Và các bạn có thể là quả đơn giá chơi hóa đơn là 16.200, hoặc các bạn có thể là copy số tiền 19.280 để các bạn lấy thông tin được. Các bạn sẽ có hai cách: các bạn gõ đơn giá vào đây thì tự động sẽ tính số tiền, hoặc các bạn sẽ copy số tiền tự động sẽ tính nhà đơn giá. Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn sang tab tiếp theo, đó là tab khai thuế. Các bạn chọn loại thuế suất theo trên hóa đơn. Thuế suất chúng ta đang là 10%, do đó chúng ta sẽ chọn 10%. Và sau khi các bạn gõ xong thì chọn loại thuế suất xong thì trên số thuế tự động hiện ra. Nếu mà chúng ta có nhiều hàng hóa thì chúng ta có trên hóa đơn, giả sử trên hóa đơn chúng ta là có 4 năm hàng, thì lúc đó chúng ta sẽ
nhập các mặt hàng tương ứng ở dòng tiếp theo. Nếu không có thì chúng ta bỏ qua. Và sau khi khai xong ở phần tiền hàng và tiền thuế thì chúng ta sẽ sang cái tab phần hóa đơn. Khi chúng ta sang tab hóa đơn thì chúng ta khai cái số hóa đơn vào. Số hóa đơn chúng ta là số hóa đơn số 13. Các cái thông tin khác như mẫu số hóa đơn hoặc là cái ký hiệu hóa đơn nếu chúng ta cần thì có thể ghi hoặc các bạn không cần ghi. Và sau đó các bạn bấm cất và lưu trữ. Trường hợp mà nếu các bạn chưa thanh toán thì các bạn sẽ nhấn cái nút chưa thanh toán ở đây. Và nếu cái trường hợp các bạn thanh toán rồi thì các bạn thanh toán tiền mặt ngay thì các bạn có thể là thanh toán ở đây. Thì nếu các bạn bấm thanh toán đây thì sẽ thay đổi trạng thái ngay tức thì. Tức là nghiệp vụ sẽ quay sang là thanh toán bằng tiền mặt. Nếu các bạn muốn chưa thanh toán thì nghiệp vụ sẽ chuyển sang công đợi. Tức là sẽ thay đổi trạng thái cho các bạn. Như vậy là các bạn lưu trữ. Thì khi các bạn làm phiếu mua hàng này thì nó sẽ hiện một phiếu, đó là phiếu thanh toán mua hàng. Và phiếu thứ hai đó là sẽ tự động. Theo dõi công nợ cho từng cái đối tượng khách hàng. Và khi các bạn nhập xong thì cách để kiểm tra, các bạn có thể là vào, có thể là theo dõi trên đây và các bạn sẽ thấy các thông tin của hóa đơn trên này. Hoặc các bạn có thể nhấp nút vào để các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Và cách để kiểm tra lại thì các bạn có thể là vào báo cáo và các bạn chọn báo cáo tài chính. Các bạn chọn mục thứ hai đó là quản lý phát sinh. Mọi nhiệm vụ tra cứu và kiểm soát các bạn đều chọn nhiệm vụ quản lý phát sinh. Và các bạn chọn cái thời gian các bạn cần xem, hoặc các bạn có thể chọn đối với đây để xem cái thông tin mà các bạn cần xem đó đến tháng, từng tháng, từng tháng, hoặc là năm nay, hoặc là từng quý các bạn cần xem. Và các bạn chọn chế độ là hai tài khoản và số dư cân đối hai bên, và các bạn chọn đồng ý. Lúc này các bạn sẽ có thông tin có bản cái đó phát sinh. Và các bạn sẽ thấy cái nghiệp vụ nguyên vật liệu các bạn đã mua. Và các bạn sẽ thấy là nhập kho 189.928.800. Các bạn kiểm tra lại số hóa đơn là nó rất khớp số. Và ở đây các bạn muốn xem hàng tổng thì các bạn sẽ click tích đúc vào. Thì ở đây sẽ hiện số cái cho các bạn. Và nếu các bạn muốn xem đối chiếu thì các bạn sẽ thấy là 182.189.928 thì các bạn có thể là vào phân mục kho, các bạn chọn tổng hợp kho và các bạn chọn hàng tồn kho và các bạn bấm đồng ý. Các bạn trước khi bấm đồng ý, các bạn chọn có thể là tháng 1, tôi muốn xem tháng 1 thì bấm tháng 1 và các bạn bấm đồng ý để kiểm tra kết quả. Thì ở đây sẽ hiển thị cho các bạn về tổng hợp thông tin xuất tổng. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là tổng xuất tổng của mình đang là 189.928.800. Các bạn đối chiếu số liệu thấy khớp là ok. Và để xem cái nghiệp vụ mua hàng này thì nó sẽ liên quan đến công nợ thì các bạn phải vào nghiệp vụ mua hàng và các bạn chọn tổng hợp mua hàng hoặc là tổng hợp công nợ phải trả. Thì các bạn vào tổng hợp công nợ phải trả để các bạn kiểm tra lại công nợ nhà cung cấp. Ở đây đang hiển thị tất cả những nhà cung cấp thì các bạn có thể là chọn tháng 1 và các bạn sẽ chọn hết tất cả nhà cung cấp và tự động kết tích. Chỉ lấy nhà cung cấp số dư phát sinh thì phần mềm sẽ lọc tất cả những nhà cung cấp nào phát sinh thì sẽ hiện lên thông tin lên, và nhà cung cấp nào không phát sinh trong kỳ sẽ không hiện lên, và các bạn bấm đồng ý. Các bạn sẽ thấy là trong kỳ các bạn đang mua của nhà cung cấp nào. Đây là chúng ta mua của nhà cung cấp Hyzer. Ai dễ kháng. Đây chúng ta mua nhà cung cấp Sơn Huyền thì chúng ta sẽ thấy nghiệp vụ cân đối phát sinh tại bên có là 208.000 và cuối kỳ 208.920. Đó là cách để kiểm tra đối chiếu song song. Tức là nghiệp vụ mua hàng thì các bạn mua xong, hạch toán xong thì các bạn sẽ đối chiếu bằng cách đó là vào một báo cáo và các bạn chọn một đầu tiên đó là bảng cân đối tài khoản để các bạn kiểm tra. Mục thứ hai các bạn vào kho để các bạn kiểm tra nhập store. Mục thứ ba các bạn sẽ vào nhiệm vụ mua hàng để các bạn đối chiếu. Như vậy là các bạn sẽ có ba cái phân mục để các bạn đối chiếu với nhau. Khi nào số liệu khớp cùng một số thống nhất thì có nghĩa là các bạn đang nhập được. Nếu số liệu sai thì có nghĩa là các bạn đang làm sai, thì các bạn cần phải điều chỉnh lại các nghiệp vụ mua hàng như trên. Trên đây là hướng dẫn các bạn về cái phần nghiệp vụ mua hàng.